mời các bạn xem tôi hôm nay giới thiệu về cây sưa. Hôm nay tôi giới thiệu cho các bạn về cây sưa này. Đây là một cây sưa. Cây sưa đỏ này là rất là to rồi. Cây này là trồng được 20 năm. Cây sưa này hiện nay là trồng 20 năm. Rất là to. Đây là nhà chăm bón cây này là rất là tốt. 20 năm mà nó quanh cả 100 là nhanh hơn. Mà thường xuyên quét vôi vào gốc hàng năm. Mỗi năm là năm nào quét vôi vào gốc này. Đấy là chăm bón đúng kỹ thuật và biết là cây sưa là sẽ nhanh hơn và nhanh cho và cây sưa nó đảm bảo không bị nước bệnh, trồng cây cho hàng năm bón lân và kali, lân và kali sau đó là phân vôi rửa bông đấy, phân vôi rửa bông mỗi năm quét vôi một lần, bón lân và kali thì mỗi năm thường là bón hai lần trên một năm. Cái này tôi sẽ cho các bạn xem đây, đây là 20 năm đấy này. Đấy 100 quanh đã 100 rồi nhé. Tầm cách gốc của mét ba đây là đã quanh 100. Cây này là rất là dài, rất là cao cả. Như cây này là rất là đạt yêu cầu. Như cây này hiện nay mà quanh 100 này là đường kính đã đạt được vào 30 rồi đấy. Hơn 30 mà như cây này mà lõi, nếu như cây này là lõi được 20 hoặc là lõi 18 thì nó rất là dài chứ được. Nếu là lõi 20 thì cây này nó dài như này là 4m hơn 4m này, thì nó đã có 1 tỷ được. Như cây này là đã trị giá 1 tỷ. Đấy là tôi nói là ở cái mức độ là lõi đường kính lõi 20 thì nếu mà đường kính lõi 18 thì nó không đạt được. Đường kính lõi 18 thì nó độ 800. Hiện nay cây xưa nó vẫn là rất là giá trị. Nhiều người cứ cho rằng là cây xưa nó mất giá trị, không có giá gì, nhưng mà thực tế là cây xưa to, lõi to là rất là giá trị, mấy triệu một cân vẫn được. 2-3 triệu một cân, còn cây nhỏ hơn 20 chứ không phải là như cái cây nhỏ hơn 79 tuổi. Đấy, nên là cây này là cho tôi là bà con đã có trên xưa là con đã lên để cây xưa trồng và chăm sóc đảm bảo đúng kỹ thuật. Mỗi năm quét vôi một lần và bón lân và kali hàng năm thì cây sẽ rất nhanh lớn và rất là to, rất là đẹp. Nhưng mà càng để càng chăm được càng to càng giá trị, chứ đừng có lên bán vội bán sớm. Cái cây vanh mới qua 60, 65, 70 đã gọi bán thì người ta giả có 9 triệu, 8 triệu, 10 triệu. Thế như những cây xưa to giá trị như thế này thì nó là thành ra tấm ra món rồi, thì là rất là lại tiền, nó là rất là giá trị, là rất là đẹp, mà nó làm rất nhiều thứ. Mà trong cái lõi của cây xưa to thì là nó rất nhiều cái tinh dầu các thứ mà thơm thơm rất thơm. Vì vậy là cái cây xưa to xưa già này là nó từ 2 triệu đến 3 triệu trên một cân, 1 kg nó rất là rộng. Cây sưa bế thì nó đương nhiên là nó gọi là sưa non, là nó rẻ rồi.
hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi người với bà con là cây xưa nên chăm sóc và nuôi dưỡng cho nó đảm bảo là càng to và càng giữ được càng nhiều thời gian. Như cái này nó sẽ 2 năm và ta sẽ để đến từ 30 năm đến 50 năm. Đấy, những cây xưa mình trồng trong gia đình nhà mình bây giờ cũng đang khuyến cáo mà con trồng gia đình trồng vừa làm bóng mát cho khuôn viên gia đình, vừa để làm một cái cây cảnh cổ thụ ở một khuôn viên là nó rất là giá trị. Sau đó là cuối cùng nó cũng là một cái cây kinh tế là lấy gỗ là dòng gỗ quý, quý đây là quý nhóm của nó và nó có hương thơm. Vân thì các bạn xem thì cái vân của xưa là rất là đẹp rồi, nên là đấy cái xưa thì không bao giờ sợ là cái xưa nó mất giá, chỉ có sợ là mình không làm cái xưa to đẹp rồi. Đấy bây giờ người rất nhiều nhà cái xưa nó quanh 70 thậm chí có cây 80 rồi mà vẫn bị chết là lý do là nó bị lấm cây xưa này rất dễ bị lấm. Sẵn sàng 12 âm. Đấy. Thì ở cái tháng 12 đoạn này là quét vôi đấy. Thì ví dụ cái đảm bảo là nó cái lấm mùa này nó chút lá thì lấm nó đổ về gốc. Rồi về gốc thì ta phải quét vôi thì để tiêu diệt lấm luôn. Đấy. Thế nên là cái thường thường là cái mùa đắp tết này là nó cây chút lá. Chút lá thì trên lá nó hết lá thì lấm bệnh cho nó dồn xuống gốc. Thì ta quét thôi để nó phát triển ra xuân và nó sẽ đâm chồi nảy lọc và chậm lại gốc. Nhưng ra xuân xong đâm chồi nảy lọc thì ta kết hợp bón lân và kali. Nên bón thì ta tôi vẫn khuyến cáo là bón là ta pha ra nước nhé. Pha lân và kali pha trộn với nhau là được mà bón riêng thì cũng được. Thế nhưng mà nếu mà bón riêng độc lân thôi thì nó phải 2 cân lân. Nếu chúng tôi cây như thế này 2 cân đến 3 cân lân. Thế còn nếu mà kali thì phải vào 3 lạng kali mỗi lần tưới. Tưới là chỉ 1 bát kali và ra cái thùng sơn mỗi lần tưới chỉ tưới 1 bát thôi. Đấy, dưới cùng quanh gốc này, dưới cùng quanh gốc này nha. Thì không lên những cái to này thôi, không báo là bà con là lên phút để quanh ra để đổ lên và ta đi đâu. Mà cứ để nguyên bộ gốc như thế này, không được động, không được làm cho nó sất sắc. Còn cứ thế là pha nước là dội nước vào một quanh này thôi. Đấy, thì đảm bảo nó có vịt thì chất chát này. Là vì cái xưa này, ở cái dưới gốc này như thế này nó không chất chát ra nó rất dễ bị nhiễm lấm, nhiễm khuẩn là nó nhiễm tối nào nó rất dễ chết rồi. Đây, cái gốc của nó này. Đấy, nếu mà bà con ta nhá mà bón tưới thì ta chỉ pha nước pha ra kali lân ngâm xong ta dội vừa vùng quanh gốc này thôi, dội vùng quanh gốc này chứ không lên là đào bới sới lên là nó xuất sát cái rễ này, xuất sát những cái rễ này là nó thối là rất là nguy hiểm. Đấy, đây là tôi không dám đào bới xuất sát gì cả,
nó vẫn cứ phải để nguyên như này, chỉ có dội nước tưới xung quanh tưới thôi nhá. Đấy, vẫn phải để nguyên nhá. Đây này, cái rễ nó nổi ra như thế này, rễ nổi này vẫn cạ nó thôi, rễ nổi này cạ nó thôi, không làm sao cả, chứ không phải lấp vào đâu. Nhiều người cứ thấy rễ nổi lại đi lấy đất lấp vào, đây không cần lấp đất vào đâu, nó nổi như này cứ cạ nó thôi, cho nên không cần phải đào bới xới xáo gì cả. Cứ thế này là pha nước, pha mỗi một lần tưới một cây này là 3 lạng đến 4 lạng, là cứ một bát con kali nhá, pha cái thùng sơn ấy, cái thùng sơn 18 lít ấy, là ta dội vào vùng quanh, dội vào cái gốc này. Thế còn lân cũng thế, lân cũng thế, ta ngâm hôm trước hôm sau ta cũng tưới dội vào vùng quanh đấy. Đấy là cây nó đảm bảo rất là lớn nhanh và rất là tốt. Đây, những cây xưa như này là rất là giá trị, nó vỏ nó cứ lứt răm răm này, là lõi rất to. Đây cái tôi khoan này, tôi khoan thử đây đấy, các bạn xem đấy, khoan thử đấy, khoan thử cách đây hơn 1 năm rồi, đã có vào có 6 phân rưỡi đấy. Cây này của tôi hiện nay là đã rõi 18 rồi. Rõi 18 rồi. Bây giờ các anh em thợ đã mấy trăm này như không bán. Bây giờ đã cái này 300. 300 thì tôi cũng không bán. Cây này bao giờ đến 1 tỷ tôi mới bán. Đấy. Cứ để mãi thì nó khắc đến 1 tỷ thôi. Thì nó vanh nó độ 100, vanh 130 là có tỷ, tiền tỷ rồi. Vanh 120 đã tiền tỷ rồi. Vanh 120 đã đường kính đã sấp tỷ gần 40 thì là có tỷ ngay. Đấy là một cây xưa thôi, đẹp. Những cây xưa đẹp như này là ta lên cố gắng và giữ để cho nó có kinh tế cao. Chứ đừng có vội vàng mà bán những cây xưa đẹp đi, những cây nào gọi là nó sâu xia và không thể đẻ được thì hãy bán, và những cây cần phải bán giải tỏa làm đường hoặc là xây nhà thì mới bán thôi, còn những cây xưa to đẹp thì ta cứ giữ lại, mà nó thẳng như này, những cây thẳng như này cứ giữ lại. Đấy. Thẳng cao dài hàng 5-6 mét thế này thì ta cứ giữ lại. Những cây này tương lai của nó là sẽ là có tiền tỷ đấy. Nó đảm bảo nhanh lớn và nhanh to và cho kinh tế cả. Thế còn như cây xưa này là vừa rồi là đây tôi cũng đã khoan thử cái này là nó là mới được lõi có 18 thôi. Cái này là tôi mới vừa khoan và có 6 phân mà quanh 100, có hơn 100 rồi. Khoan vào thế nhỉ, 30
là từ đi 12 còn 18 đấy, nó vào quanh 30 mà từ đi 12 thì còn 18 cái này là đường chính là quanh là vào 100 mà được quanh là 30 mà qua 6.5 cái trừ đi 12 13 phân thì nó còn 18 phân để tính nói đấy. Cái này của tôi là nếu như đạt được lõi 20, nếu đạt được lõi 20 là nó sẽ có một tỉnh. Cái này là vì nó rất là thẳng, rất là thẳng và nó lại rất là to đều đấy. Cho nên là cái này là như thế này là tôi chưa có kế hoạch kỳ bản, đợi khi nào bây giờ nói đúng ra mà nói là những cái cây to như này trong nhà là rất là giá trị và ta có thể là để và ta có thể là dưỡng già sau này, nó có lâu về già ta bán một cái cây có tiền tiền chúng ta đủ để dưỡng già. Những bà con, những anh em ta bây giờ cái đời nó vẫn trẻ, ta lên trồng cây dưa trong những cái khu viên nhà mình để sau này nó vừa có bóng mát cho một cái chân viên như nhà này. Nhà tôi đây là rất là mát đấy, mặt trời này những mùa hè vào cái khuôn viên nhà tôi là rất mát. Giờ vào như là vào rừng luôn của này đang chuyển lại thì nó còn thoáng, như là cái mùa hè là còn ngã mưa rất là mát. Thế thì đấy là cây xưa nó sẽ có lợi rồi về kinh tế, về giá trị, về cảnh quan môi trường, về cái bóng mát này và giá trị kinh tế về cái chất gỗ, cái lõi gỗ và nó là cây dòng cây lâm nghiệp. Cây lâm nghiệp là những cái dòng cây xưa là rất là đặc biệt. Mình biết nhà nước ta Thank you.
nhỏ này. Nói là cây dứa to vành 100, cây dứa vành 100, cây này là mấy trăm triệu. Rất là nhanh nhớ.
bà con đã nắm được tình hình, anh vui mừng bà con và các bạn xem một video thấy hay, xin chào bà con các bạn. Hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới để xem tiếp video.